Sao con chuột này ngủ ngon quá nhỉ? Ốp, oh, lại mất tèo rồi. Mày đúng là một con chuột ham ngủ. Xin giới thiệu với các bạn, đây là Ham Ham, con chuột khỏe, con chuột cái khỏe nhất hành tinh. Nào, đây nào. Mình sẽ cho các bạn xem cận cảnh. Ham Ham và con chồng của nó, Coca. Này, yêu quá.